Đa số các bạn mặc dù đã học tiếng Anh từ phổ thông nhưng vẫn không thể giao tiếp nổi một câu tiếng Anh hoàn chỉnh. Bạn đã tốn rất nhiều tiền, đi học ở nhiều trung tâm nhưng vẫn không đạt kết quả tốt. Khả năng nói tiếng Anh chỉ là con số 0. Bạn không tự tin giao tiếp tiếng Anh. Bạn đã mất căn bản tiếng Anh ngay từ đầu. Kém tiếng Anh sẽ làm bạn chậm bước hơn, khó thăng chức trong công việc. Bạn mong muốn nói được tiếng Anh cấp tốc trong thời gian sớm nhất để phục vụ cho học tập, công việc và cuộc sống. Khóa học bí quyết chinh phục tiếng Anh cho người mất gốc được nghiên cứu và biên soạn theo lộ trình từ sơ cấp đến nâng cao, dành cho các bạn muốn lấy lại nền tảng tiếng Anh từ đầu. Bí quyết chinh phục tiếng Anh được tiết lộ trong từng bài giảng với tình huống giao tiếp hàng ngày phổ biến được đưa vào bài học như lời chào hỏi, giới thiệu, khen ngợi, đi du lịch, cách bắt chuyện với người nước ngoài. Phương pháp giảng dạy sinh động, học từ vựng và kèm mẫu câu áp dụng không gây nhàm chán, giúp bạn tiếp thu nhanh. Với tiêu chí đặt chất lượng giảng dạy lên hàng đầu, học và nói được ngay, các bạn chỉ cần bỏ ra 30 phút mỗi ngày để đồng hành cùng thầy theo dõi bài giảng, đảm bảo khả năng tiếng Anh và khả năng giao tiếp của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Bạn sẽ nói được ngay và không còn mất thời gian đắn đo để tìm phương pháp học. Nói tiếng Anh sẽ không còn là nỗi ám ảnh của bạn nữa. Hãy đăng ký ngay khóa học để tự tin nói tiếng Anh nhanh chóng. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.